Xin chào mọi người đã quay trở lại với Tinh Tế. Cuối tuần lại đến rồi và hãy cùng nhau không bỏ lỡ bất cứ một hoạt động nào trên diễn đàn Tinh Tế tuần qua nhé. Tin tức đầu tiên là về một chiếc laptop mới của nhà Huawei được ra mắt gần đây với nhiều tính năng rất là đáng chú ý. Đây là chiếc laptop đã được Mode Minh Đức trên tay và nó cũng có tên là MacBook D15. Và điểm thú vị của chiếc laptop này đó chính là nó có một phím bấm ở trên bàn phím và cái phím này nó đã được giấu webcam ở bên trong. Mình thấy đây là một cái thiết kế khá thú vị bởi vì trước giờ hầu như là chưa có chiếc laptop nào sử dụng cái tính năng này một cách rộng rãi. Thay vì trước đây chúng ta nếu có một cái webcam trên màn hình luôn thì chúng ta phải dán hoặc là có một cái bộ phận để che cho nó bí mật lại cái webcam của mình. Khá thú vị nhỉ, bạn có thể tham khảo bài viết tại link ở phía dưới video này nhé. Tiếp theo là một nhân vật cũng xuất hiện khá nhiều trên diễn đàn Tinh Tế mấy ngày qua và cũng được anh em rất quan tâm. Một chiếc nón Tinh Tế là một chiếc nón được làm bởi sự tinh tế. Và chiếc nón đó chính là chiếc nón mà Mod Huyền Vân đã trên tay trên diễn đàn Tinh Tế của chúng ta tuần qua. Và bài trên tay này là một nội dung tổng thể để các bạn có thể biết được là khi mua chiếc nón này thì chúng ta sẽ nhận được những gì. Đây là một chiếc nón từ khắc tên, điểm đặc biệt là với cách đóng gói của cái chiếc nón này hoàn toàn không có nhựa hay là nylon. Nón thì sẽ được đặt trong một chiếc túi rút vải cotton. Lý do vì sao chiếc nón này có tên là Tinh Tế đơn giản là bởi vì chiếc nón nó có một cái logo tinh tế.vn được dán ở một góc bên trái của nón. Và logo Tinh Tế này được khắc laser trên một miếng da có kích thước nhỏ, được đặt Tinh Tế ở phía trái. Và để xem qua chi tiết hơn cũng như là đặt hàng, các bạn có thể xem bài viết dưới link của video này của Mod Huyền Vân nhé. Tiếp theo sẽ là một chiếc máy hát nhạc có mức giá 9.500 USD, có thiết kế cổ điển với đa dạng kết nối, nặng khoảng 120g và nghe đến thôi thì cũng đã thấy khá hầm hố. Marshall Vinyl Jukebox là mẫu loa được mô phỏng lại hình dáng của máy hát đĩa than có kèm loa của ngày xưa, được thiết kế và gia công hoàn toàn bằng tay bởi sound laser. Máy vừa có thiết kế bắt mắt cổ điển, vừa được chú trọng vào chất lượng âm thanh để thỏa mãn nhu cầu của những người nghe nhạc khó tính nhất. Và khi mới nhìn qua thì mình liên tưởng ngay chiếc máy này đến chiếc máy chơi game điện tử khá là thú vị. Và để xem là chiếc máy này nó sẽ mang lại cho chúng ta những gì, cũng như là công nghệ của nó ra sao, mời các bạn hãy xem bài viết của Audio Cycle nhé. Hè đến rồi, mùa du lịch cũng đến luôn, vậy cho nên là Việt Nam mình đang có chính sách là kích cầu du lịch và các công ty, hội nhóm, các tổ chức thì cũng tranh thủ tổ chức team building. Và để tham khảo các địa điểm đi chơi du lịch nghỉ dưỡng thì mọi người có thể theo chân series review những chuyến đi du lịch nghỉ dưỡng của Mod Duy luôn nha. Và các địa điểm mà Mod review gần đây thường là những nơi có biển tại Việt Nam, các khách sạn 4-5 sao và resort rất là xịn và mịn. Và vừa rồi là chuyến đi đến Bình Hưng với resort Mulvenpick. Và chuyến đi của Mod Duy Lương thì cũng được quay bằng chiếc điện thoại iPhone 11 Pro Max cũng như là XS Max. Nếu tò mò và đang tìm kiếm một địa điểm du lịch cho hè này thì các bạn đừng bỏ lỡ bài viết của Duy Lương nhé. Và vừa rồi là những tin tức chính của Tinh Tế Update số thứ 14. Và các bạn nghĩ sao về những thông tin này? Đừng quên để lại phía dưới phần comment cho tụi mình cùng biết với nha. Và nếu như bạn thấy hoạt động nào hay ho trên diễn đàn nữa thì cũng đừng quên để lại suy nghĩ của mình ở phía dưới. Còn bây giờ thì tạm biệt.